Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay là mình đang đi phượt khám phá. Và đây là mình đang đi ở biển gì ta? Biển Tân An gì không nhớ, nó trong ở Mộ Đất á. Này có cảnh quá đẹp luôn, qua lại cho bạn xem nha. Đó, đã chưa? Chỗ này là chưa có tới biển, đang có đường lên biển mà nó có một cái hồ hay sao á. Cái hồ này là sông gì đó, không biết, mình không biết nữa, giống như cái hồ thôi. Đó, rất là đẹp luôn, qua cho bạn xem. Eo kia là cô Mèo đang trang điểm để chụp hình. Không thấy Kim làm được cho nên là phải quay lại các bạn. Ở Sài Gòn là đâu có kiếm ra được mấy chỗ như thế này. À, quá phê. Ở đây thì mát lắm các bạn, ở quê này mát lắm. Ở Sài Gòn là không có kiếm ra được những cảnh như thế này đâu. Đây sẵn mình quay lại, mình quay bạn xem. Thì lâu lâu mình mới về quê á, đợt này về quê thì cũng lười quay, hôm nay đi mới quay theo sẵn quay luôn. Cảnh này đẹp quá, quay lại bạn xem làm kỷ niệm các bạn. Ở kia là Tú Mèo, người yêu mình, đang đi xuống chụp hình. Đây quay vòng vào lại cho bạn xem nè. Đó, thì cái chỗ cái đường kia là cái đường mà đi qua hướng này đi ra biển nè các bạn. Biển ở Mộ Đất, ở Đức Phổ mình á. Mình là Đức Phổ, thị trấn Đức Phổ, còn đây là Mộ Đất các bạn. Đây là cái đường đi ra nè. Đó, đây ra biển, còn này là đi ra cái đường quốc lộ. Đây, đây là cái hồ mà thấy đẹp quá, quay lại cho bạn xem. Lâu lâu giữ lại kỷ niệm các bạn. Đã he, kiếm được cái cảnh đã he. Trời, nhìn nè, đẹp lắm chịu luôn á. Hả mày xanh dương đẹp đúng không? Nhìn vô đâu thấy nè. Nhìn nè, nhìn vô nhìn nè. Nhìn sống nhìn theo cho nó nhìn dương tỏa chứ. Ừ, chụp một tấm đĩa đòn đi. Chụp đi. Bây giờ ngay chụp đi, chụp trước đi. Chụp cho Mèo trước đi. Chụp cho Mèo trước đi. Một chút phải chụp cho. Cái chân luôn. Cái hết luôn. Dạ, anh bị gặp nè. Trời ơi, đẹp quá đi trời ơi, trời ơi. Thôi phong cảnh nó đẹp nha. Sao chụp cái này không thấy cái nhà người ta. Dịu ảnh mà.